Khi tìm những cái người đồng đội làm việc cùng á, thì nên chọn người phù hợp hay là người mà hợp với tính mình? Đây là câu hỏi rất nhiều người hỏi mình luôn. Đồng đội là những cái người mà làm việc chung, cùng chia sẻ công việc. Trong cửa hàng thì cần có những cái con người phù hợp với những cái công việc khác nhau. Như giao hàng thì tìm những cái người có tính cách vui vẻ, nhiệt tình, chạy xe cứng tay và cẩn thận. Một bàn bán hàng thì cần những cái người vui vẻ, dễ gần, thích giao tiếp, nhiệt tình và biết lắng nghe. Một bàn thu ngân hay kế toán thì cần những cái con người làm việc cẩn trọng, tỉ mỉ và trung thực. Một bàn thiết kế hoa thì cần những con người ham học hỏi, nhanh nhẹn, có khiếu thẩm mỹ, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng và của đồng nghiệp. Mình còn nhớ cái lúc mà mới khởi nghiệp khi tuyển dụng thì mình thích chọn những con người mà có tính hợp với mình. Lúc đầu làm việc thì vui vẻ lắm, thân nhau lắm, nhưng càng về sau thì bản thân mình nhận ra mình còn nhiều thiếu sót ở những cái kỹ năng khác nhau. Nhưng những con người này thì họ không giúp được cho mình và khi chơi thân thì rất khó trao đổi và góp ý trong công việc. Và cho đến giờ thì mình đã rút ra nhiều kinh nghiệm hơn khi mà quản lý nhân sự, phải hiểu là mỗi công việc cần những con người như thế nào, rồi tìm những cái con người có tính cách phù hợp với công việc đó để có thể giúp mình. Và có thể những người này tính cách của họ nó không hợp với mình, khi làm việc chung sẽ hơi khó chịu một chút xíu, nhưng mà bản thân là quản lý thì chúng ta phải biết nhìn vào những cái điểm tốt của họ để nhắc nhở bản thân phải chấp nhận những cái điều chưa hoàn hảo của mỗi người để dần hiểu, để cộng tác chung, và nhờ vậy mà đội ngũ của mình làm việc khá là ổn định mọi người ạ.